giả của phố Bosa TV. Một lần nữa chúng tôi kính giới thiệu đến quý vị cô Hồng Ngọc, là vị hôn thê của ứng cử viên nghị viên thành phố Westminster Đỗ Tân Hoa. Chào cô Hồng Ngọc. Chào anh Đồng Trọng. Thưa cô Hồng Ngọc, khán thính giả chúng tôi muốn biết rằng đến bây giờ cái tinh thần của cô như thế nào trong cái cuộc tranh cử vào chức nghị viên của thành phố Westminster, vị hôn thê của cô. Cho đến bây giờ thì mình thấy rất là tự tin, rất là tự tin, và cảm thấy qua biết bao nhiêu là việc làm phụ anh Khoa, việc cũng như những cái gì Ngọc phụ được sau giờ làm thì Ngọc phụ, thì Ngọc cảm thấy là bây giờ tinh thần phải nói rất là confidence. Cô Hồng Ngọc, cô là một người phụ nữ trẻ đẹp, cô muốn nói với tất cả những cử tri phụ nữ ở đây tại vì sao phải bầu cho Đỗ Tân Khoa? Hình như là câu hỏi này là Ngọc gặp lần thứ hai rồi. Thì theo như Ngọc, một người đã ở kế bên anh Khoa rất là lâu. Trước đây thì Ngọc với anh Khoa phải nói là quen biết cũng có hơn 10 năm rồi. Anh Khoa là người host của Ngọc trên radio và với những cái chương trình talk show của Sony TV, của Hitech. Thì qua cách làm việc chung cũng như là thời gian phải nói là cũng gần sau này thì ở sát bên, thì Ngọc hiểu được con người của anh Khoa. Thấy anh Khoa làm việc người trẻ, làm việc rất là hăng say, lo làm việc, rồi có người có trách nhiệm. Và hơn hết thì Hồng Ngọc có kế bên, thì Hồng Ngọc có thể tin tưởng, Hồng Ngọc rất là tự tin là anh Khoa sẽ làm tốt công việc ra, và ứng cử sẽ đem lại tốt cho cộng đồng người Nga trong tương lai. Thưa cô Hồng Ngọc, rồi cô cho khán giả chúng tôi biết là sự quan hệ quen biết giữa cô với ứng cử viên Đỗ Tân Hoa đã trên thời gian dài 10 năm. Thế những ngày gần đây trên trang web Bộ Tâm có một cái tin có thể làm cho cô chấn động, xúc động nhiều, và cho biết rằng là ông Đỗ Tân Hoa là một người gay. Cô nghĩ như thế nào khi cô nhận được cái tin đó? Phải nói là Hồng Ngọc khi mà đọc cái tin đó thì Ngọc còn không có cảm thấy ngạc nhiên, tại vì Ngọc đã ở kế bên anh Khoa một cái thời gian rất là dài. Phải nói là Ngọc là người hiểu rõ hơn ai hết anh Khoa là người như thế nào. Thành ra mình đã hiểu rõ một người thân thương của mình kế bên cạnh, thì Ngọc nghĩ là không có cái gì để mà ngạc nhiên hết trơn. Với lại một cái bài báo Ngọc thấy là không tên tuổi, cũng không địa chỉ rõ ràng, cho nên Hồng Ngọc không có để tâm với cái vấn đề đó, thật sự mà nói. Nhưng mà khi cô là cái người chấp nhận cuộc sống tương lai của cô với ứng cử viên Đỗ Tân Hoa, khi cô nhận cái tin đó thì cái điều gì cô có đã nói với là ông ứng cử viên Đỗ Tân Hoa? Điều mà Ngọc nói lại anh Đỗ Tân Hoa, Ngọc chỉ mắc cười thôi. Ngọc nói Ngọc đọc tin đó xong Ngọc cảm thấy rất là mắc cười. Tại vì không, Ngọc ở kế bên, Ngọc không có, không lẽ Ngọc không hiểu rõ mà người ở ngoài lại hiểu rõ đến như vậy hay sao? Ngọc cảm thấy nó rất là cười thì Ngọc chỉ nói như vậy thôi. Như vậy thì cô thấy rằng đây là một trong những cái phương cách để đánh phá anh Đỗ Tân Hoa, hay là có tính cách bôi nhọ anh Đỗ Tân Hoa mà gây thì cũng đâu có gì đâu, phải không thưa cô Ngọc? Thật ra thì Ngọc chỉ làm business, thành ra trong cái vấn đề mà chính trị thì Ngọc không biết rõ lắm. Thành ra Ngọc cũng không có nói được, và Ngọc không có nghĩ xấu cho những người nào hết. Nhưng mà đối với những cái người mà biết những cái bài báo thì Ngọc nghĩ là ác ý nhiều hơn là xì hay là cái bài báo đó cho họ trong một yếu tố trong bài báo đó, họ có nói là tại sao mà phải làm đám cưới gần ngày tranh cử như vậy, cái đó là chị có thể chia sẻ cái lý do mà hay là trùng hợp hay là như thế nào mà nó lại rất là cận ngày như vậy không? Thực sự ra đó thì đám cưới là mình phải plan trước rất là lâu, tại vì đặt nhà hàng, rồi mình phải đi sắm quần áo, rồi mình phải đặc biệt là Khoa phải để dành tiền nữa chứ. Nếu mà không có tiền mà với một cái khoản tiền như vậy thì trong một cái thời gian ngắn làm sao mình có thể mình lấy được một cái tiết kiệm, thì tính kế hoạch thì cũng đã lâu rồi, cũng đã gần 2 năm rồi. Thành ra mình cái đám cưới là mình tính trước, còn cái ứng cử là chỉ phải đầu năm thôi. Thì khi mà ra thì anh Khoa cảm thấy là cái cơ hội, đây là cái cơ hội để cho anh Khoa có thể ra để mà có thể giúp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thành ra cái chương trình mà cái mình ứng cử là chỉ quyết định sau này, hay Ngọc với anh Khoa quyết định sau này thôi. Anh Khoa có hỏi Ngọc là ý kiến Ngọc thì như thế nào, nếu mà Ngọc cảm thấy mà Ngọc tin tưởng, Ngọc ủng hộ thì anh Khoa
sẽ ra. Còn nếu như mà Ngọc Cẩm cảm thấy mà không có an tâm thì anh ta sẽ không ra. Thành ra hai Ngọc với anh Khoa đã bàn rất là kỹ trước khi mà ra. Nhân tiện thì chị cũng, tại vì nó liên quan tới vấn đề đồng tính, lưỡng tính đó, thì nhân tiện như vậy chị là vị hôn thê của anh Khoa, hy vọng là sẽ là vị hôn thê của một nghị viên tương lai của thành phố. Thì cái quan niệm của chị về cái vấn đề này như thế nào chị? Ngọc thì cũng là người trẻ sống ở một cái đất nước này rất là thoáng. Cái vấn đề mà về giới tính thì chỉ có Ngọc thì nghĩ cái đó là cái quyền tự do của mỗi bản thân con người. Thành ra mình cũng không nói được cái vấn đề gì, mỗi người có một cái lý tưởng sống riêng. Thành ra mình cũng không có ý kiến gì đối với gay hay là straight hay gì hết. Nhưng mà đối với người ở kế bên cạnh mình thì chắc có lẽ là mình phải hiểu rõ. Còn cái vụ việc mà năm ngoái cái thành phố Westminster, cái vấn đề mà người đồng tính họ được quyền biểu tình, xong rồi sau đó lại có một số tổ chức, trong đó có cả hội đồng liên tôn, họ rất là phản đối và kêu gọi mọi người gọi là có thể tẩy chay nếu mà cái thành phố không gạt cái nhóm đó ra. Chị thấy chị thấy cái vấn đề nó như thế nào? Thực sự mà nói thì Ngọc là phần phải nói là hầu như là tất cả thời gian của Ngọc ở cái chỗ business shop, spend time ở đó, rồi bạn bè đi chơi thì nói chung đối với Ngọc thì quan điểm riêng thôi. Cái quan điểm riêng của Ngọc thì phải nói là Ngọc cũng rất là open, giống như bao nhiêu bạn trẻ khác. Thì Ngọc đã nói rồi, cái đó là quyền tự do của mỗi người. Thành ra những cái chống đối hay những cái phản đối thì cái đó cũng là những cái suy nghĩ riêng của mỗi con người. Là cái Ngọc cũng kính cảm ơn các khán thính giả vừa rồi là quý vị vừa nghe những lời trình bày chân thành nhất của cô Hồng Ngọc và vị hôn thê, và sẽ lên xe hoa trở thành bà tổ tháng 3 vào ngày 16 tháng 10 tới đây. Kính cảm ơn cô Hồng Ngọc rất nhiều. Cảm ơn chị.